Đây á, có làm móng không, làm không cho? Ơ trời 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 trời, sao kỳ vậy trời trời, hên là quay à, thôi đừng có giở lên, giấu đi. Ôi ơi, phe không, phe hàng ha. Đây, đây con cắt cho ngoại. À, Khánh Hoàng cắt ngón tay cho ngoại. Thấy không vậy? Thấy. Đúng không vậy? Đau ngoại? Không. Hay quá trời. Hay không? Thương không? Cái ngón giò là cắt không hợp. Được ha. Đẹp không ngoại? Đẹp quá. Khánh Hoàng cắt móng tay ngoài đẹp không? Đẹp rồi, đẹp rồi. Ờ, chết lưỡi hoài luôn. Ngồi chết lưỡi hoài luôn. Chắc có vợ dắt gì về nhà con vợ cắt cho nó cưng nó đó thương. Trời. Có dắt con ghệ về là cháy nhà luôn ngoại ơi. Cháy nhà ngoại ơi. Cháy nhà ngoại ơi ngoại. Trời ơi, nó đã. Bên đây. Ngoại định tội nghiệp đúng nha cô chú chị. Cái móng tay này ngoại mấy năm mà chưa cắt? Bao lâu rồi chưa cắt móng tay? Ai không đi về. Cô đó là cô mà hết tóc thì dùng cổ cắt tới giờ đó. Vậy là lâu lắm rồi phải không? Ừ. Hát tóc chưa? Bữa nào chở ngoại đi hát tóc. Trời ơi. Bữa nào Khánh Hoàng chở ngoại đi hát tóc nha. Ngoại chịu không? Em hát cũng được rồi, mà phải có cái sạch. Trong đây hả? Cái sạch gần á. Nữ phái. Nữ phái. Khánh Hoàng làm chuyên nghiệp lắm nghe cô chú anh chị. Rồi, chè tay ra coi. Chè ra. Đó, đẹp chưa. Có cá muốn giò không? Cái này nó cắt luôn ha. Này cắt luôn. Hơi khoảm vô. Rồi. Trời ơi, nó đã ha, đã ngoại đã ha, cắt con giò luôn không ngoại? Cái ngoại cắt con giò cho ngoại luôn. Cắt con giò không ngoại? Con giò ở nó cắt ngoại. Cái gì cắt. Con giò nó cục hết rồi. Ừ. Nó không có. Con giò đâu cắt? Ừ. Con giò hả? Con giò nó sát hết trơn hả? Sát hết. Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Cắt ngay cho chỗ này có cái. Kính thưa cô chú anh chị, là ngoại định rất dễ thương nha cô chú anh chị. Ngoại định ngày xưa là đi ăn xin để nuôi người con thứ 10 là bị bại liệt nằm một chỗ nha cô chú anh chị, là nuôi chú 10 á. Bây giờ ngoại là bị gãy tay á, đi ăn xin gì đi rớt dưới cầu gãy tay. Nên không có đi ăn xin được nữa. Bây giờ ngoại ở nhà cũng hoàn cảnh ngoại rất khó khăn. Mong cô chú anh chị chia sẻ để mạnh thường quân thấy được để giúp đỡ ngoại. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị trước ạ. Thằng đó mà nó có vợ là ngon lắm hả ngoại? Cắt móng chân, móng tay rồi cho ngoại ngon lành ha. Thằng Khánh Hoàng này làm được nè. Hay ha. Chú Mười phái cừ kìa ha. Chú Mười phái cừ kìa, chú Mười phái cừ kìa. Chú Mười kìa. Chú Mười kìa. Rồi, xong phim. Chú hết râu rồi cho nó đó. Dạ. Ba cái râu rồi. Cậu coi chú Mười hả? Đó, cái kéo rồi ra. Bữa rồi lâu ra rồi kéo nắm kéo vậy à đó đó cười đó trời ơi trời ơi cưng ha, ngón tay nó u nu uống nằng hả ngoại, thằng đó nó sung sướng vừa gì. Vợ o nó ha, nó mập mập rồi ha. Trời ơi tay nó mập mập nó lưỡng mập mà đem thù lùi. Trời ơi, hung luôn ha. Ngoại hung luôn ha, ngoại hung Khánh luôn.
Ngoại nãy giờ chưa hung con nè. Đẹp không? Đẹp, móng tay đẹp ha. Ừ. Còn bánh cá sữa có hớt không? Dạ, thôi để bà nữa, bạn gái con về, bạn gái con hớt cho con. Dạ, bạn gái con hớt móng tay hay lắm. Dạ. Còn nó nữa, nó về để cho vợ nó hớt nó. Nè, móng tay nó uống nuôi phải không mày? Vợ nuôi kỹ. Vợ nó nuôi nó kỹ. Cái gì cũng đẹp hết trơn hả ngoại? Dạ. À, mai mốt con chắc mai quá, chiều mai đi không? Cũng được. Mai mới lắp gạch đó, mới lắp gạch nhà kia đó. Chiều mai con qua ngoại. Con mua gói nè. Mua gói nè, mua hai bộ đồ cho ngoại để dành ngoại đi đám cưới chưa? Không có tiền mua quài hả? Tiền của Mạnh Thường Quân gửi con chỉ mua đồ cho ngoại, hiểu không? Cái đó là tiền của nhà hảo tâm đó, để giúp ngoại, ngoại cứ nhận đi. Dạ. Chai cho này. Nó mòn, đi vào không biết nó mòn ha. Đó. Cái này mình cắt không được, cắt là vô da nó đau. Dạ. Mà vết đi nhậu thì té cái đùi. Không té cái văn cái nó gì. Mất tiêu cái kiếm hết chứ gì. Mất tiêu cái găng hả? Găng hả, mất tiêu luôn. Chú mời. Người tối ngày làm gì đó. Người tối ngày làm gì dễ thương. Ngoại mệt chưa? Có mệt đi ngủ đi. Nằm chút đi. Trời ơi, nằm tôi có ngủ gì đâu mà nằm đó. Có quạt để đó. Nằm đây để gì vậy? Rồi. Có xíu vết ra gì giá. Chừng nào con mới về? Con chuẩn bị về nè ngoại. Mai vô thăm ngoại nữa chịu không? Hả? Mai vô thăm ngoại nữa chịu không? Đi hoài. Đi vô thăm ngoại, thấy ngoại mình nên tội nghiệp. Hé, ngoại hai con vô hé. Hé, ngoại chịu không? Ngoại chịu hai con không? Ngoại phải hai con không? Ngoại kia biết con tên gì không? Biết con gì? Con tên thằng Giang. Thằng này tên Khánh. Giang Khánh. Yeah. Là Khánh Giang. Khánh hay gì? Hai thằng nó Giang đó. À, ngoài cười dễ thương cô chú anh chị. Dạ, dân miền Tây cũng chào cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị vào một video sau ạ. Chào đi. Phải biết hớt tóc rồi, hớt mẹ cho bài. Hớt không? Mời đi vô hớt cho. Dạ. Mời vô hớt. Tía tía thôi. Ngứa. Ngoại có xà bông không? Không. Đi mua xà bông ha. Mua xà bông cho ngoại. Ngứa. Tôi nói mờ ơi. Tao ngứa cho chảy gì. Trí gì văn lệ. Mờ nó là bà nó láo. Vì thế sợ làm sao mờ ơi. Hai mẹ con ngồi hoài cười. Trời Phật thì người sao khác. Nghèo quá, còn bà không biết làm sao. Gầu quá trời. Cái chú bữa hổng, cha nói cho gạo bà đó. Dạ. Yeah. Tôi qua tôi không hỏi cô. Nói mà chú rồi bảy chú nói. Rồi chú mất đi gửi cho đây rồi cho tao một chục cái gạo để với gì ăn không
Không có à. Không có. Thôi vậy. Không có gì thôi. Dạ. Rồi chú nói không có gì thôi, có cho lấy gì. Nó nói không có chuyện qua tu không nói cho cha trời làm chứng tôi. Chú ơi nói chú đi rồi chú để qua không được. Dạ giờ tao nói không có rồi thôi ngoại ơi. Tao nói không có rồi thôi đi. Tôi nói gì vậy? Nhưng dạ. Con đây nói không có mà thôi. Chứ cổ chú qua xong mà muốn bây giờ về đây. Đó. Bà già nó một lần ở trong nhà nó. Dạ Khánh Hoàng cũng xin kết thúc video tại đây ạ. Hẹn gặp lại cô chú anh chị nhân những video lần sau. Cảm ơn cô chú anh chị đã đăng ký kênh ủng hộ cho Khánh Hoàng. Dạ xin chào ạ.